Thế thì ông là biết là ăn ốc là ông vào. 9 rưỡi 10 giờ nó mới ăn. Thôi đi đi, mời mời các anh đi. Đến giờ rồi nhỉ, cũng khá buồn rồi. Tông ơi. Các chú vào đi, anh chị vào đi. Đi đi Tông ơi, quay quay vào luôn đi. Cắt đi, cắt điện thoại đi. Đây, mời anh em vào ăn ốc. Thấy quay tí đoạn video ăn ốc nhỉ. Đi đi, ngồi vào đi em. Má má cứ khẩn đấy, lên nhà con ơi, lên lên nhà đi. Ông bạn hồ tôi xế cái này nhá. Đây, tôi đang bận quay cái này tí. Đây có bạn Tùng đến chơi. Hai vợ chồng nhà bạn Tùng đến chơi với mấy anh đến chơi thì mời nhau ốc thôi nhỉ, ăn nguyên ốc thôi. Cái này có ba món nhá, một món xào xả ớt với cái nhì đâu nhì ơi. Nhanh cơm anh ơi. Anh Hạnh à?